Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Edit Mạng mạng, 10 giờ sáng, La Tiểu Tố trốn trong một phòng vệ sinh xa lạ, chậm chạp không dám ra ngoài. Cho tới bây giờ cô vẫn hoang mang không hiểu tại sao cô dám ăn cấp trên của mình, lại đúng lúc cha mẹ của anh tới thăm phòng vệ sinh thoang thoảng mùi đàn hương. Nhưng mùi hương thường giúp người ta an thần này bây giờ cũng không thể giúp La Tiểu Tố lấy lại bình tĩnh. Buổi sáng, vừa mở mắt ra cô đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của cố khâm và cha mẹ anh lúc đó cô đang nằm trong lòng cố khâm đầu gối lên cánh tay của anh mà một cái tay khác của cô đang đặt trên hông anh cô có thể cảm nhận được đường cong và xúc cảm chuyển tới từ phần eo của cố khâm thậm chí la tiểu tố còn mơ mơ hồ hồ véo một cái lúc này cố khâm mới kinh ngạc hỏi một câu cha mẹ sao hai người lại tới đây lúc cố khâm nói những lời này la tiểu tố phát hiện tay anh đang đặt trên bả vai mình khẽ dùng lực nắm lại cha mẹ cố khâm che mặt ho nhẹ mẹ anh chuyển mắt nhìn xung quanh vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên mà la tiểu tố dưới tình thế cấp bách này đột nhiên nói một câu tôi muốn đi vệ sinh đương nhiên lúc này cô càng muốn nói rằng cô muốn đào một khe hở để chui xuống cố khâm thấy thế liền vương thẳng cánh tay của mình ra giúp la tiểu tố dễ dàng xuống giường hơn thế nhưng lúc vừa định xuống giường cô mới phát hiện trên người mình không mặc gì cả. Cha mẹ Cố Khâm thức thời đi ra ngoài. Cánh tay Cố Khâm giơ lên, lấy một cái áo sơ mi từ trên ghế sofa bên cạnh đưa cho cô, chính là cái áo Cố Khâm mặc đi làm hôm trước, màu xanh xám, rất mềm mại, trong phòng rất yên tĩnh, bầu không khí có chút ngượng ngập, giống như một vở hài kịch càng cố che giấu càng dễ dàng lộ ra chân tướng, cô vừa mặc áo xong, chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện dưới đất không có dép lê cho mình, chỉ có đôi giày cao gót hôm qua cô đeo. La Tiểu Tố đi chân trần bước được vài bước, cố khâm trên giường thấp tiếng nói với cô. Đeo cái của tôi đi, mặt đất lạnh. từng Cho nên bây giờ cô đang ở trong nhà vệ sinh tràn ngập hơi thở của cố khâm, buồn cười nhìn đôi dép cỡ lớn trên chân mình, trong lòng vừa cao hứng vừa mất mát, giống như trái tim của cô đang lơ lửng giữa không trung, chờ đợi cố cô khâm công bố đáp án, có thể sẽ bi thảm rơi xuống đất, cũng có thể cao hứng bay vút lên mây dù chuyện đó có xảy ra hay không, anh vẫn nên cho mình một câu trả lời đúng không? Hoặc là, cô có thể hiên ngang lẫm liệt nói một câu. Không sao, chúng ta đều là người trưởng thành, không cần để trong lòng nghĩ tới đây, là tiểu tố liền không có tiền đồ mà khóc. Cô nghĩ bản thân thầm mến cố khâm đã nhiều năm, có phải từ hôm nay liền chấm dứt hay không, tình cảm đó theo cô từ lúc học đại học cho tới bây giờ, chỉ khi đêm xuống cô mới dám đem ra nhắm nháp, trằn trọc một mình quá khứ quen thuộc lần lượt hiện ra trong căn phòng chưa tới 10 mét vuông này, phát súng đầu năm, chương sông đất của nhà mình đây ít các bộ tiền đồ gấm hoa, một đời hạnh phúc ba. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.